Xin chào quý vị và các bạn, trên tay tôi hiện giờ đang là chiếc cưa mini Roman 2009. Thì chiếc cưa này có cái đường kính cắt của nó là 30 cm, đường kính nòng là 25,4 cc, công suất là 0,9 kW. Thì hiện giờ đang là công suất thuộc dạng là lớn nhất của cái dòng cưa tay cụt cưa mini này, và cân nặng của nó chỉ gồm 3,5 kg thôi. Chúng ta có thể dễ dàng để mà leo trèo cắt ở trên cao, hoặc là có thể cầm để mà sử dụng trong thời gian dài, rất tiết kiệm sức. Thì chiếc máy này nó có phụ kiện ở trong là gồm buji, bảng đạn và bình xăng con đều là của Nhật. Chúng ta có thể giúp chúng ta tiết kiệm nhiên liệu khi sử dụng. Theo như chúng tôi đã cắt thử thì trong vòng 1 tiếng thì chiếc máy này chỉ dùng hết 0,5 lít xăng. Đấy, rất là thoải mái các quý vị quan sử dụng. Đây là toàn bộ chiếc máy. Đó. Thì nó sẽ có gồm các phụ kiện đi kèm như là một bình pha xăng này, ốp lam này, túi đựng các phụ kiện trong này, hộp đựng xích này. Đấy, bao gồm đi kèm là một rũa, một cái tô vít để mà chúng ta căn chỉnh đục căng của xích này, hai cái lục giác tháo lắp ốc và một cái để mà chúng ta tháo lắp buji. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ tặng kèm theo sơ cua theo một chiếc xích nữa, để khi các bạn cắt xích mòn chúng ta có thể có đồ để mà chúng ta thay thế. Phiếu bảo hành hàng chính hãng, một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Thì các bạn nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết của chiếc máy thì hãy nhắn tin đến cho chúng tôi, hoặc có thể gọi điện thoại đến số trên màn hình để mà đặt hàng. Hiện giờ thì chiếc máy này có giá là 1.750.000, đã bao gồm phí vận chuyển. Các bạn có thể nhận hàng, kiểm tra hàng đúng như quảng cáo thì mới phải là thanh toán.